Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay đây mình lại đến với một cái thành viên khá là đặc biệt nha mọi người. Thuộc dòng là Legend luôn các bạn à. Thành viên này thì anh em biết rồi ha, sở hữu sức mạnh rất là đặc biệt thuộc dòng Plasma nha các bạn. Em này thì Hantai bữa đã mở ra được trên chiếc rương ha. Anh em mình cũng khá là may mắn các bạn ơi. Chứ cái bé này anh em mình nếu như mua tốn cũng tầm khoảng 400 game nha. Đó, và bây giờ thì anh em mình sẽ nâng level cho bé yêu này ha. Nhân vật này của chúng ta sẽ có là tầm khoảng 4 chiêu nha mọi người. Tuyệt chiêu đầu tiên sẽ là tuyệt chiêu nguyên thủy. Chiêu thứ hai sẽ là tuyệt chiêu gió ha. Thứ ba sẽ là tuyệt chiêu tam giác. Và chiêu cuối cùng sẽ là chiêu hỗn loạn nha mọi người. Và Hantai thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói trong game thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Hantai nha. Mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game nha mọi người, kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nick hay là sẽ khóa nick của các bạn nha. Rồi, kèm theo đó thì mình cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho anh em luôn. Đó, anh em nào đang cần những cái nick xịn sò để chơi game thì các bạn có thể liên hệ bên mình ha. Mình thì mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình là trang hantaichannel.com nha các bạn. Đó, anh em cứ việc ghé vào website của mình, lựa được cái nick nào thì sau đó liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook ha. Rồi, ở đây thì anh em mình đang có cái thành viên Plasma thuộc dòng là Legend. Mình thì cũng hơi bị mê thành viên này ha. Cái dòng này là chuyên gia khắc trị những cái con thuộc hệ ma cà rồng nha các bạn. Wow, mới vô. Ôi chà. Anh em mình phải gắn khiên lên trước các bạn. Đây là một cái bộ giáp có thể chống chịu được một cái phần sát thương đến từ tên bạn nha. Đó, ngon lành liền. Rồi, sau đây thì mình sẽ giao lưu nhẹ với thành viên đó chính là Titan Macaron. Ôi cha, nó vả một cái là đi du lịch một con luôn rồi. Wow, con này ghê thiệt, nó quánh gọi là xuyên giáp mình luôn các bạn ơi. Sát thương nhân 2 đến từ anh bạn siêu đẹp trai của chúng ta. Wow. Và tiếp theo thì ôi ôi, bay màu luôn. Rồi, sức sát thương đặc biệt đến từ thành viên Titan Macaron. Tới công chuyện luôn ha. Khu vực này thì dường như không thể hiện được cái sức mạnh của cái bé yêu đó các bạn ạ. Anh em mình sẽ đổi qua cái chỗ khác nha. Lần này thì mình sẽ đến với cái khu vực West nha mọi người. Đây, vô đây thì anh em mình thể hiện một cách gọi là ok hơn. Plasma đâu rồi? Tới công chuyện luôn. Wow, vị trí này thì anh em mình sẽ đến với thành viên đặc biệt. Ui. Rồi, bé này của chúng ta sẽ có là tầm khoảng 4 chiêu nha mọi người. Ở đây thì 4 chiêu này, chiêu đam to nhất của chúng ta sẽ là tuyệt chiêu pu với lại là chiêu hỗn loạn ha. Rồi, ở đây luôn. Ui, nhẹ nhàng. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là sẽ thương nhân 2 nè. Đó, victory. Rồi, nhân vật. Ui cha, anh em mình sẽ đến với con gì đây? Rồi, khu vực quest chúng ta sẽ đến với cái đánh này để kiếm thêm điểm chơi Advance nha mọi người. Wow, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hantai một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ cho Hantai Channel nha các bạn. Về cái nhân vật này thì anh em biết rồi đó, khi mà mang bé yêu này đi chiến đấu thì anh em mình gặp những cái con thuộc dòng ma cà rồng thì tem bạn nó sẽ bị giảm ha, giảm cái khả năng gọi là hút máu lại 50% các bạn. Đó, rất là ok luôn. Rồi, và bây giờ anh em mình không gặp được con ma cà rồng nào để thể hiện hết trơn hen. Mình là mình đang me kiếm con ma cà rồng nào đó ra để anh em mình quậy các kiểu rồi. Rồi, qua cửa ha. Ôi, mấy cái bé này anh em mình chưa sở hữu. Ôi chà, khoan. Con này thì hình như có rồi nè. Tới công chuyện luôn. Mr. Cọp. Ôi sư tử ha mọi người, con này nhìn giống sư tử hơn là con cọp hen. Rồi, vô keo. Cho một mình cân ba tiếp luôn. Ui anh em mình nên mở cái khiên lên trước nha các bạn cho nó an toàn ha. Đây. Ôi ẩu quá, để cho bé yêu mất muốn hết máu luôn rồi. Đó, xây dựng rồi là cái khiên. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với là chiến đấu nè. Wow, phải xây cái khiên ra trước là anh em mình đã mất máu rồi. Sát thương, x2.
Ôi chà. Wow, ổn áp hen. Rồi, victory hai các bạn. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với là đây, Super Bass. Mình phải có con này thì anh em mình mới chiến đấu được trong cái khu vực là West này ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ ra xây cái khiên ra trước nha các bạn, để đảm bảo là an toàn ha. Cái khiên này nó sẽ hỗ trợ khi mà team bạn đánh vô mình đó, thì mình sẽ giảm được một cái lượng máu cũng khá khá ha. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đến với thành viên đặc biệt nha mọi người. Bé này thì hàng mới nở. Đây, nhân vật mà mình mới nở ra ha. Đó, khi mà team bạn đánh mình sẽ thương còn tầm khoảng 6.000. Nó gỡ mình thêm cái nữa cũng tầm khoảng 6.000. Rồi, hạ được một con. Ôi, vậy tầm khoảng 9.000 tới 10.000 nó giảm còn tầm khoảng 6.000. Nó giảm tầm khoảng được 40% ha các bạn. Đó, vậy là cũng ngon rồi. Wow, ở đây thì anh em mình lại đến với thành viên đặc biệt của chúng ta ha. Victory 2. Bây giờ thì mình sẽ đến với là wow, ở đây mình cần cái con Best GM mà ở đây anh em mình chưa có nha. Chưa có con này. Ôi, còn những phần thưởng này sẽ là cái gì đây? Mảnh rồng. Ui, con này được 320 mảnh nếu như mà anh em mình đánh nè. Sự kiện này còn tầm khoảng là 6 ngày lận các bạn. Rồi, để coi con Mysticat này mình có rồi luôn nè. Wow, tính ra là anh em mình có khá là nhiều rồng rồi ha. Ở đây thì chúng ta tiếp tục đi xây cái khiên tiếp nha. Rồi, sau khi xây cái khiên thì chúng ta lại đến với là cái thành viên Cute của mình đi. Con này là Titan Ma Cà Rồng nè mọi người. Wow. Gãy cái giáp của mình luôn. Tiếp theo, ây cha, anh em mình sẽ đến với là bé Mysticat ha. À, cái khiên của mình. Đây, tạo ra thêm cái khiên nữa. Ba cái khiên lận. Rồi, vừa được giảm máu mà lại là hỗ trợ anh em rất là tốt luôn. Đây, khều nhẹ thêm cái nữa. 15. Ôi, victory ha. Vậy là anh em mình đã qua cửa được rồi. Khu vực này thì chúng ta lại đến với. À, mình sẽ giao lưu nhẹ ở cái nhiệm vụ nha các bạn. Ở đây thì 20.000 thức ăn, 20.000 thức ăn thì anh em mình sẽ thu hoạch tổng khoảng 2 lần. Rồi, chúng ta sẽ mua lại nha. Ở đây thì mình lựa chọn đó là 1 triệu vàng, chúng ta sẽ mua được tổng khoảng là 10.000 thức ăn ha. Rồi, anh em mình chuẩn bị sẵn xíu. Còn cái này thì mình sẽ mua 20 đi. Này thì 24 tiếng đồng hồ thì nó mới cho anh em một ngày ha, một ngày là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới hoàn thành được. Rồi, sau đây thì anh em mình đi trả nhiệm vụ nha. Khu vực list cần win 3 trận. Tới công chuyện luôn. Khu vực này nha mọi người. Ở đây thì anh em mình tiếp tục đi giao lưu ha. Mình thì hiện tại đang là level 151. Wow, mới vô chưa kịp làm ăn gì hết là bị bế đi rồi. Thành viên này của mình là Mysticat, Titan, Macaron. Ở một cái sự kết hợp khá là nhiều. Rồi, chơi chiêu đặc biệt để lấy cái giáp nè. Đây, 20.000. 20.000, trời ơi. Nó quất mình phát 20.000 đam. Rồi, victory. Qua cửa ha. Rồi, ngon lành các bạn. Ở đây anh em mình được 4 viên game bỏ túi nè. Wow, khu này là quét được bao nhiêu là phải càng quét rồi là thoải mái nha các bạn.
Rồi, tới công chuyện luôn. Đây rồi, ra xây cái khiên trước cái đã. 34 ngàn. 34 ngàn. Ây cha. Gõ một phát một là đi du lịch rồi. Tớ nào quýnh nhẹ nhẹ sương sương. Ai già đâu nó bế cái nào là đi du lịch cái đó. Ôi, mình thì mình hơi bị thích cái khiên các bạn. Đây, 39 nè. Giờ tay bạn quốc mình cái 39 cho 40 đi. 39 là... Dạ... Đang chờ tay bạn đánh mình coi mình mất bao nhiêu máu. Ây cha, gặp ngay cái giáp nữa, không mất máu luôn anh em ơi. Cay thiệt sự. 29. Rồi, 29 giờ để coi coi quýnh mình được bao nhiêu đây. 38. Ôi, 38 với 29 nè các bạn. Giảm được khoảng 25% không? Ôi. Căng nhờ. Rồi, tiếp tục. Chỗ này thì mình sẽ đến với một các bạn là level 151 ha. Ôi, mạnh dữ. À, xây cái khiên ra trước, chuyện gì tính tính sau nè. Ôi, 24. Lâm. Wow. Còn một lượt nữa anh em mình mới hồi lại được cái giáp ha. Rồi tiếp theo thì đến với ui cha con này 5 sao các bạn. Rồi xây dựng cái giáp lên. Wow mạnh dữ. Sát thương nhân 2. Victory. Ok qua cửa nhẹ nhàng ha. Nhiệm vụ thì cũng đã hoàn thành xuất sắc ở đây các bạn ơi. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại hắn tay một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video hỗ trợ hắn tay channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.